Hôm nay trời hơi mưa nhưng mà đang lúc hai cái khóm hồng đổi màu này của mình nó bung hoa nhá. Hoa này là được 1 tuần rồi các bạn ạ. Thế mình quay video này để giới thiệu với các bạn là giống hoa hồng đổi màu. Hoa hồng lạ và độc đáo, rất nhiều người mê nhá. Cái hoa này thì thực sự cây nó rất đơn giản nhưng mà mỗi cành nó sẽ có một bông. Và đặc biệt là bông hoa chơi cánh xếp rất đẹp, bông hoa chơi rất là bền. Mà nó cứ đổi màu này, đây các bạn nhìn này, cái cánh này, đấy. Đầu tiên nó màu vàng này các bạn nhé. Đấy, lúc nó còn bé, nụ nở ra, nó chúm chím, nó màu vàng này, xong nó cứ nở 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 dần ra. Đấy, cánh nó sau cứ hồng hồng dần này. Đến lúc mà nó sắp tàn thì nó đỏ hết này. Đấy, hiểu không? Đây, cánh nó sắp tàn đỏ xong lại chân cánh hoa nó lại màu trắng. Này, nhìn này, nó là chùm này. Đấy, đẹp chưa? Nó quá đẹp luôn nhá. Trước đây thì cái giống hoa này nó được mệnh danh là vua của các loài hoa đấy. Những sắc hoa hồng rực rỡ này luôn làm say đắm lòng người này. Mỗi loại hoa hồng thì có những cái màu sắc riêng, nhưng nổi bật có lẽ là đến là cái loại hồng đổi màu này. Mọi người sẽ cảm thấy là yêu thích hoa hồng hơn rất nhiều vì nó tạo ra một cái giống hoa đến lạ như vậy. Màu sắc nó thay đổi và cái cánh đẹp, nở ra thì cánh xếp rất là đẹp. Từ lúc hoa nở cho đến lúc hoa tàn là nó đã thay đổi bao nhiêu màu sắc liền. Và cái đặc biệt của nó là chơi hoa được rất là bền. Đây, quay sát lại cho các bạn xem nhé. Thấy không? Đẹp chưa? Đấy, một cái bông này rất là tuyệt vời. Đấy. Đặc điểm nổi bật của cái hoa hồng đổi màu này là hoa hồng đổi màu sinh trưởng và phát triển không khác gì những loại hoa hồng khác. Nó chỉ có nét riêng đó là khi hoa nở cụ thể. Khi là nụ nó có màu vàng. Đây, nụ có màu vàng, hoa chúm chím. Đấy. Và sau đấy nó nở, nó bung ra, nó có cái màu hồng này. Màu hồng xong lại màu đỏ, có màu trắng. Trắng ở chân đây nó sắp tàn đấy nhá. Cái bông, cái cành tàn này. Tàn này là có màu trắng nhá. Đấy, đấy, đấy. Cánh rơi xuống, khi cánh nó rơi xuống là trắng. Cái viền hoa này nó có một cái màu son rất là đẹp. Đấy. Cái cây hoa này thì nó cũng rất là nhiều gai, dọc cái thân cây nó rất nhiều gai. Cái ý nghĩa của cái chơi cái cây hoa hồng đổi màu này thì nó mang ý nghĩa là an lành, hạnh phúc, bình yên. Nó giúp cho hóa giải những điều xấu xảy ra và đem lại những hòa bình, yên ấm cho ngôi nhà của bạn. Đấy, bên lại cạnh nó còn là biểu tượng của tình yêu, của sự sinh sôi, nảy nở, rồi sôi động, trẻ trung. Giống như những sắc hoa màu đỏ khác của hoa hồng. Đấy. Hoa này thì nó có một cái hương thơm nhẹ thôi, hương thơm nhẹ dễ chịu. Đấy là nó làm, chính vì thế nó làm cho cái màu sắc càng đẹp lên. Đấy. Hoa này trồng trong chậu hoặc là trồng ở ngoài đều được. Đấy. Một cái thân, một tội là cái thân này nó không phát triển mạnh như những cái giống hồng ta khác, nên là cái cây nó vừa vừa đẹp thế này thôi. Đấy, mình sẽ quay quay hết cái ấy đây. Các bạn thấy bông đẹp chưa? Tuyệt vời nhá. Đó. Đây. Đấy. Đây là một bông này, bông này là nở được hơn 1 tuần rồi nhá. Hơn 1 tuần rồi. Và nó đang có hiện tượng là chắc là nó chỉ được khoảng 2 3 ngày nữa nó sẽ tàn và nó sẽ rụng cái cánh này. Bây giờ ngoài nó hiền son đỏ đẹp, ở trong nó trắng. Đó. Thấy không? Đấy. Thấy không? Đấy. Các bạn nhìn thấy khóm hồng này nó sai hoa không? Sai, quá sai luôn. Thật sự là mình mới phát hiện ra giống hoa này được khoảng 1 năm. Và mình chơi.
mình trồng trong chậu và bây giờ nó ra hoa. Ra hoa đấy nó nhiều. Cây rất là nhỏ, có bao nhiêu cành, mỗi cành lại vài bông. Mỗi cành là vài bông luôn. Cái đặc biệt của cái hoa hồng này nhá là bông hồng nó lúc nào nó cũng trổng lên, trổng ngược lên. Nó nở lúc nào nó cũng trổng ngược lên. Đấy, nó không như những cái giống hồng quê, hồng ta, hồng nhung ta là nở, khi nở là nó nặng, là nó cánh nó bị cúp xuống. Hay là nhất là như hồng cổ Sapa cũng thế. Cổ Sapa lúc cái nụ thì nó đứng lên, còn khi nó nở bung hoa cái là nó cụp xuống ngay. Thế nhưng mà cái giống này lại khác. Giống này các bạn nhìn này, nó cứ thẳng đứng lên. Nên nó làm cho người chơi cực kỳ mê luôn, đam mê luôn. Mình rất thích luôn. Đang tính là sẽ nhân giống để trồng nhiều cái loại này. Đấy. Đây nhá, đây thì mình cho mình quay cho các bạn xem cái bông màu vàng này. À không phải, đây là cái, tức là nó bắt đầu đang chung chím chuẩn bị nở nhá. Không zoom nữa mà mình sẽ sang này cho máy quay vào trực tiếp. Đây. Đấy, các bạn nhìn này. Đây, bông này nó mới nở nhá. Nó mới nở, nó có cái màu như thế này. Đấy. Khi nó nở đều ra nó có màu như thế này. Chuyển sang là nó nở được vài hôm thì nó có lại nó chuyển sang màu sắc như thế này. Đấy, đẹp không? Đấy, nhưng mà đây. Lúc nụ nó đây, nụ chuẩn nụ. Trông thế này thôi, cái trông cái nụ nó bé thế này thôi, nhưng mà đến lúc nó nở ra nó lại như cái bông này đấy các bạn. Nó lại to như này, đẹp như này. Đấy. Thấy không? Đấy, và khi nó nở te tét ra rồi này. Đây là nó tàn này, rụng một số cánh đã bị rụng rồi nhá. Một số cánh mà bị rụng đấy. Đấy. Đây, cái con đìa đặc biệt đây. Đây cái nụ này là nó ấy đây. Nụ này là nó đang chuẩn bị nở đây. Đẹp không? Các bạn thấy đẹp không? Đấy. Cánh vàng nhá. Nhìn cái cánh hoa lúc này thì mình cảm giác là cánh hoa rất là dày. Dày và căng. Và xếp cánh như là hoa trà. Mình cảm giác là cánh này nó xếp như hoa trà và như là cái hoa gì mà chơi vào tươi tết nhỉ. Hoa gì đỏ đỏ. Các bạn nhìn thấy không? Cái cánh nó dày không? Này, cánh nó rất dày luôn nhá. Đó. Cánh dày khủng luôn. Trông này thôi nhưng mà vài hôm nữa nó sẽ lại nở như này. Vài hôm nữa nó sẽ nở màu hồng như này. Và đến lúc sau nó lại chuyển màu như này. Đấy, đẹp chưa? Không ngờ là các bác làm khoa học mà các bác lai tạo được cái giống hồng tuyệt vời như này. Đấy. Đây nhá. Đây là nó nở rồi, te tét rồi, nó rụng này. Rụng này. Đây cái cánh hoa này. Đấy, cánh hoa này. Cánh hoa nó màu trắng này. Đấy, đấy, rụng này. Đấy. Cái bông này là chơi được khoảng 1 tuần rưỡi rồi nhá. 1 tuần rưỡi nhá, thưa các bạn. Đó. 1 tuần rưỡi luôn. Đây, cánh hoa này. Cánh hoa màu trắng rơi xuống. Đấy. Khi cánh hoa nó hết chơi được rồi đây, nó cũng dày như thế này này. Cánh hoa này. Đấy, dày dặn. Cánh rất đẹp. Nó nói nhanh luôn cho nó vuông là cái hoa này mình trồng ở nhà mình chơi cho nên là không có thuốc thang kích thích gì nhá. Thỉnh thoảng chỉ bón cho ít phân thôi, phân gà để hoai mục. Cái xong là ra hoa thôi, cho nên là đảm bảo hoa này cắm trong phòng ngủ hay là phòng khách đều được hết, không sợ bị có hóa chất thuốc sâu thuốc xiếc gì cả. À. Đẹp không? Nhìn bông hoa đẹp long lanh. Hôm nay là cái thời tiết nó xấu, hôm nay là trời đang mưa, ngoài trời đang mưa. Thế cho nên là không gian thời tiết nó không được đẹp để có những cái hình ảnh đẹp cho các bạn. Nhưng mà nói thực sự là nhìn những cái bông hoa này mình không cưỡng nổi. Nên đành phải quay video để up lên để share cho các bạn.
cùng các bạn xem. Thấy không? Tuyệt vời không? Đẹp như là gì, choáng luôn thật. Mê lắm. Nay mà có một vườn hoa như thế này thì thôi rồi luôn. Năm nay lên kế hoạch cố gắng làm, đầu tư làm được khoảng nhân giống khoảng 50 chậu hoa này. Đẹp không? Đó. Mình thì rất nhiều loại hoa hồng, nhưng mà nói thực sự là đi khi đến thấy cái giống hoa này cái mình giật hết cả mình. Cây rất đơn giản. Cây rất đơn giản. Đấy. Đây nha, quay xa này. Đấy, hai chậu nha. Hai chậu. Đẹp không? Để các bạn xem video của mình thì nhớ bấm kênh đăng ký nhá. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Để mình sẽ nhân giống chiết ghép và mình sẽ tiếp tục quay khi nó mình nhân được những cái giống. Và nếu mà có nhiều, nếu mà ai có nhu cầu thì mình giao lưu nhá. Đó. Giống hồng đẹp quá. Đó. Nói thực sự là khi mà nếu mà bạn để trong một cái chậu nhỏ nhỏ đẹp đẹp, bạn để trên bàn cái cành, cái bông cây này nhá, mà nó nở, mà nó chơi được khoảng một tuần thì bạn để trên bàn làm việc hay là phòng ngủ cũng tuyệt vời luôn, không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Đã thật. Nhìn nhìn cái nụ, nụ đấy, màu vàng nhá. Thế mới thích. Thôi nha, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn nhớ bấm kênh đăng ký của Phan Thu nhá. Xin cảm ơn các bạn. Chào cả nhà.